Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thông tin Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của nghệ sĩ Hải Vân Dung, đời tư lắm nỗi chân chuyên của nghệ sĩ Hải Vân Dung. Nhắc đến Vân Dung, nhiều khán giả không quên được hình ảnh một người phụ nữ chua ngoa, đánh đá trên màn ảnh. Tuy nhiên, ngoài đời cô lại là một trong những nghệ sĩ vui vẻ nhiệt tình. Cô được khán giả biết đến qua vở hài kịch Quan Thanh Tra. Ngoài vai trò là một diễn viên, Vân Dung còn tham gia nhiều chương trình truyền hình như Đời Cười, Gặp Nhau Cuối Tuần, Gala Cười. Đa dạng với nhiều vai diễn khác nhau, tên tuổi của Vân Dung ngày càng được nhiều người biết đến. Tiểu sử của nghệ sĩ Hải Vân Dung luôn khiến người hâm mộ tò mò. Nhìn lại hình trình lột xác của Táo Vân Dung, từ thời cô còn là một cô bé đen nhẻm, cao rong ròng, mắt cụp. Đến bây giờ, lọt vào top 15 của cuộc thi Hoa hậu, rồi trở thành danh hài nổi tiếng, không ít người phải ngỡ ngàng. Vân Dung, tên đầy đủ là Lê Vân Dung, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1975 tại tỉnh Thái Nguyên, là một diễn viên hài nổi tiếng, với tính cách sôi nổi nhiệt tình, thoát vui thoát buồn, là hình ảnh ngoài đời của nghệ sĩ Hải Vân Dung. Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của đoàn ca múa Tây Bắc. Sau này cả bố mẹ chị đều chuyển về quân khu 1. Ngày còn bé, Vân Dung sống cùng bố mẹ ở Thái Nguyên. Lúc mới 3-4 tuổi, chị đã thích cùng chị gái Vân Trang đóng kịch, khi thì giả thành công chúa, lúc lại biến thành cô tiên, hoàn toàn phép màu. Vân Dung kể, chị thích nhất được đóng vai cô tiên nên toàn tranh nhau với chị gái. Tính chị mè nheo, không được là dọa mách mẹ nên chị gái toàn phải nhường em. Để giống tiên, chị lấy dây buộc lại lên đầu, tay cầm một cây cành nhỏ, coi là gậy thần, ban phép cho chị gái. Thế là hai chị em cứ chơi với nhau cả ngày không chán, với trò chơi tiên phép thuật. 5 tuổi, Vân Dung chuyên nghiệp hơn, đóng hẳn vai thổ phỉ cưỡi ngựa, kéo đến các bản làng đánh nhau với quân du kích do chị gái đóng, biểu diễn cho các cô chú trong đoàn ca múa nhạc Tây Bắc xem. Màn trình diễn của hai chị em được các cô chú đệm nhạc làm âm thanh nên hai cô nàng càng khoái chí lắm, vừa diễn vừa cười tít mắt. Vở diễn kết thúc, Vân Dung được các cô chú khen ngợi hết lời, thưởng cho bao nhiêu là pháo tay. Phần thưởng tinh thần đó nhiều cũng giúp chị nuôi dưỡng ước mơ cháy bỏng trên sân khấu. Ngày ấy, tối thứ bảy nào cũng vậy, dù chơi trò gì đi nữa, cứ đến giờ phát chương trình Câu Chuyện Cảnh Giác trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, hai chị em Vân Dung lại nhảy lên giường trùm chăn kín mít, vừa nghe vừa hét lên vì sợ. Có thể nói, những ngày thơ ấu của Vân Dung thật vui vẻ sung sướng về tinh thần, nhất là có sự chăm sóc của bố mẹ. Tuy nhiên, trong những năm tháng mà cả đất nước còn đang khó khăn, Vân Dung cũng phải đi mất lúa mất ngô như bất kỳ đứa trẻ nào. Chị nhớ như in những kỷ niệm nhiều bữa trưa bố mẹ đi làm, hai chị em ở nhà ăn chung một chiếc bánh mì. Vân Dung tham ăn, lúc nào cũng đòi chị phần hơn, rồi thì việc hai chị em chỉ có mỗi đôi dép nên cứ phải thay phiên nhau, sáng chị đi, chiều tới lượt em và ngược lại. Và lớp 2, gia đình Vân Dung chuyển về Hà Nội sinh sống. Lúc đầu cả 4 người ở nhà ông bà nội ở Quán Thánh, nhưng chật quá nên đến năm Vân Dung 10 tuổi, bố mẹ chị quyết định chuyển về sống trong một ngôi nhà nhỏ tại Hoàng Cầu, cũng chính là nơi nhỏ hiện nay của Vân Dung. Lúc đó nhà chị chỉ rộng có 6m², đủ kê một chỗ nấu ăn và chiếc giường nhỏ. Thời gian đó, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng Vân Dung đã biết nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, thậm chí gánh nước sinh hoạt cho cả nhà như một người lớn. Nhắc đến căn nhà ngày xưa của nghệ sĩ Vân Dung, cho biết bây giờ mỗi khi nhắc lại, cô vẫn cảm thấy ám ảnh. Căn nhà chật hẹp thiếu thốn, lại dột nát nhiều chỗ. Thậm chí khi có một trận mưa lớn là hầu hết tất cả nồi niêu xoong chảo trong gia đình đều nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đi lại còn khó khăn, uống hồ gì là ngủ. Cuộc sống cơ cực lúc còn nhỏ luôn làm động lực để Vân Dung có được thành công như ngày hôm nay. Học hết cấp 2, Vân Dung thi đỗ vào trường Trung học Phổ thông Trương Vương. Được khoảng 3 tháng, chị chuyển về học văn hóa và chuyên môn tại nhà hát tuổi trẻ. Sáng học nghệ thuật, tối học lớp văn hóa. Lớp học của Vân Dung hồi đó có diễn viên Đức Khuê, Nguyệt Hằng, Hồng Hạnh. Học tập thì lẹt đẹt, nhưng Vân Dung luôn nổi tiếng trong lớp bởi đức tính, nghịch ngợm tai quái của mình, đi học lúc nào cũng đến muộn vì lý do đau bụng và hỏng xe. Đến nỗi thầy giáo phải phát cáo nhắc nhở, lần sau nếu có đi muộn, hãy tìm một lý do khác. Cũng bởi thế, hạnh kiểm của Vân Dung chỉ quanh quẩn hết khá rồi đến trung bình. Năm 1992, người chị gái Vân Trang do sở hữu một chiều cao nổi bật lại ưa nhìn nên cả nhà động viên đi thi Hoa hậu. Ai ngờ cô em Vân Dung, cô chị cả chục phân chiều dài cũng hí hửng đòi đăng ký đi với lý do con đi thi để cổ vũ cho chị Vân Trang. Đi thi cho vui, ủng hộ chị gái là chính. Thế nhưng Vân Dung bất ngờ lọt top 15 cô gái đẹp nhất, còn người chị gái Vân Trang dừng chân ở top 10. Cả nhà mừng rỡ vì không ngờ gia đình lại có hai ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện Hoa hậu. Nhắc tới Vân Dung, thi Hoa hậu là cuộc dạo chơi của tuổi trẻ, chứ không phải để nơi cô thể hiện niềm đam mê. Vân Dung khi ấy là thí sinh trẻ nhất cuộc thi, mới 16 tuổi, đi thi Hoa hậu được tung tăng ở chỗ mới lạ, chẳng nuôi niềm yêu thích nào.
với nơi ngập tràn những nhan sắc lộng lẫy, thế nên đó cũng là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên và duy nhất mà cô tham gia. Vào nhà hát tuổi trẻ, được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, Vân Dung tỏ ra khá vô duyên với các vai chính kịch, chỉ hợp hài kịch, vì thế bao giờ trong các bài tập, những vở chính kịch trà bài, chị đều chỉ được giao vai phụ, diễn vài phút rồi ra. Điều đó không làm Vân Dung buồn, cũng bởi chị tâm niệm, thà xuất hiện 2 phút ấn tượng còn hơn 2 tiếng nhạt nhẽo. Chị vẫn quyết tâm theo đuổi duyên hài trên sân khấu kịch, mặc dù ở thời điểm đó hài kịch chưa đắt khách và không tạo được khán giả hâm mộ như chính kịch. Rồi thì công sức, lòng quyết tâm với hài kịch của cô đã được đền đáp xứng đáng, chị đã tạo ra cho mình một thương hiệu không lẫn vào đâu được. Nghĩ tới Vân Dung, khán giả liên tưởng ngay tới một hình ảnh một Vân Dung, cá mắm đanh đá chua ngoa hay cây đào thế, rồi thì dáng người mỏng như tờ giấy. Vân Dung lấy là vui vẻ vì điều đó bởi theo chị. Khán giả có yêu thích, họ mới đặt nghệ danh cho chị. Chị cũng chưa bao giờ sợ bất kỳ nghệ danh nào mà người hâm mộ phong tặng cho mình. Thậm chí Vân Dung còn thẳng thắn, đứng trước khán giả, càng xấu bao nhiêu thì chị càng tự tin bấy nhiêu, dù cô từng lọt vào top 15 hoa hậu báo tiền phong. Có lẽ vì thế, ở dạng vai diễn các nhân vật có ngoại hình không mấy đẹp đẽ, cả hình thức lẫn giọng nói, nhờ sự tự tin mà khó có danh hài đất Bắc nào qua được, nàng Oliver Vân Dung. Luôn được nhớ tới với hình ảnh xấu xí chanh chua, nhưng Vân Dung không xem đó là một thiệt thòi. Theo chị, xấu đồng đảnh cũng là có những giá trị riêng của nó, nhất là chị được người hâm mộ gọi là danh hài Vân Dung. Có thể nói, Vân Dung được đông đảo khán giả cả nước biết đến từ khi tham gia chương trình Đời Cười của nhà hát tuổi trẻ, tiếp đó là Gặp Nhau Cuối Tuần và Gala Cười của Đài Truyền hình Việt Nam. Với Gặp Nhau Cuối Tuần, Vân Dung là một trong những diễn viên chủ lực và tên tuổi của chị cũng thực sự trở thành sao từ chương trình này. Là một trong những nữ danh hài hàng đầu, nhưng điều mà Vân Dung sợ nhất, bị bước chân tới đỉnh cao của sự nghiệp, chị lo lắng lên đỉnh rồi khó có thể hạ cánh an toàn. Vân Dung thích mình lúc nào cũng ở lưng chừng, khán giả lâu lâu không thấy chị thì nhớ một chút, nghe thấy tiếng chửi thấy người, đủ biết là Vân Dung. Điều đó là quá đủ để chị hạnh phúc, chị quyết định không bao giờ đánh đổi tất cả mọi thứ để lên đỉnh vinh quang. Hiện tại, Vân Dung được xem là một trong những danh hài hàng đầu của Việt Nam. Khán giả vẫn luôn nhớ tới cô với vai trò Táo trong Táo Quân với nhiều sân khấu hài kịch khác. Là một diễn viên được đào tạo diễn xuất từ nhỏ, Vân Dung luôn quan niệm là một diễn viên thì hóa hết mình, đa dạng trong từng vai diễn để không bị đóng khung ở một vai diễn cố định. Như vậy sẽ khiến khán giả nhàm chán. Có lẽ chính vì lý do này, khán giả thường thấy nghệ sĩ hài Vân Dung của chúng ta luôn biến hóa chóng mặt trong những vai diễn hay, những lần xuất hiện trên sân khấu, từ những vai diễn chua ngoa đanh đá sang những vai diễn ngây thơ cơ cực. Được biết đến là một trong những nghệ sĩ hài của miền Bắc, nhưng với nỗ lực của mình trong suốt thời gian tham gia nghệ thuật, cái tên Vân Dung gần như được hầu hết khán giả trong nước biết đến. Không giống với những hình ảnh hoạt bát vui vẻ trên sân khấu, ngoài đời Vân Dung là một người không tự tin nhiều vào bản thân. Trong khi những bạn diễn cùng thời như Xuân Bắc, Quang Thắng, Tự Long đồng loạt chuyển sang đóng phim, làm MC, thì Vân Dung chỉ đóng khung trên phim trường với những bộ phim truyền hình. Điều này khiến cô không ít lần vụt mất đi những cơ hội béo bở. Nữ diễn viên chia sẻ, cô thà chịu cực, chứ không được thỏa mãn niềm đam mê, có thêm thu nhập cho bản thân và trang trải chi phí cho gia đình là được. Năm 2001, Vân Dung bất ngờ lên xe hoa và một thời gian sau sinh con đầu lòng. Mặc dù vậy, đã khá lâu rồi Vân Dung không nhắc đến chuyện gia đình mà chỉ biết là một mình đang chăm con trai. Bạn vẫn đang tò mò, không biết vì sao Vân Dung lại giấu ôm xã của mình kín đến vậy, bởi có mấy ai hạnh phúc viên mãn mà không muốn mang ra khoe. Nhưng Vân Dung chỉ nói, có lẽ đó là một góc nhỏ mà chị muốn giữ cho riêng mình. Chị đã dành hết cuộc đời, lòng đam mê cho khán giả, nên cái góc nhỏ ấy, chị cứ muốn giữ lại cho những người thân yêu. Cứ cởi hết lòng ra, liệu người ta có chán không? Chán chứ, thế nên chị giấu kín lòng đi, rồi thỉnh thoảng mang ra phơi và nhấm nhác dư vị của tình yêu của hạnh phúc. Nhìn Vân Dung giữ được hạnh phúc tròn trịa, qua năm tháng, không ít người ngưỡng mộ, nhưng người nghệ sĩ chỉ nói đơn giản, không ai dám nói trước được điều gì. Những gì còn ở phía trước, tôi chỉ cảm nhận được hạnh phúc mà mình đang có trong tay và cố gắng gìn giữ nó qua những thử thách của cuộc sống. Chị từng chia sẻ, nhiều năm nay, mỗi lần Vân Dung đi ra ngoài một mình, không sao, nhưng khi đi cùng mọi người trong nhà, chị sẽ đeo khẩu trang để có không gian bên gia đình. Ngày xưa chưa nghĩ, ra kế này, mỗi lần đi tới đâu cũng có người nhận ra, bắt tay trò chuyện chụp hình. Thời gian đầu chưa quen, chị cũng khó chịu, đôi lúc trời Hà Nội oi bức, cô cứ sùm sụp, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng đeo lâu thành quen. Khá nhiều người biết, khi mới yêu nhau, Vân Dung và chồng bây giờ đã bị hai bên gia đình phản đối dữ dội. Nhưng vừa qua nhiều khó khăn trở ngại, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau và ở bên nhau, dù cho cuối cùng vẫn là chồng nam vợ bắc, thậm chí không chỉ là khoảng cách địa lý đã bị xóa nhòa, mà tình cảm cũng vô cùng gắn bó.
Ít ai biết, Văn Dung và mẹ chồng rất hợp nhau, dù chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng hai mẹ con trò chuyện vui như Tết. Mẹ chồng Văn Dung luôn ủng hộ bênh vực và chiều chị như con gái. Chị chia sẻ, vợ chồng với nhau là cái duyên số, xa gần hay không quan trọng, miễn chúng ta phải yêu thương nhau, cởi mở với nhau và sống hết lòng với nhau, chỉ thế thôi là gia đình sẽ hạnh phúc. Vân Dung tự nhận, mình không phải mẫu người phụ nữ của gia đình. Thời gian chị đi làm nhiều hơn ở nhà, cô hám ánh đèn sân khấu tối nỗi, lúc mới sinh xong cô nhím, phải ở nhà một mình, thấy bạn bè đi diễn là tủi thân. Bứt rứt quá, chị đòi chồng cho đi làm, chồng không đồng ý, chị năn nỉ không được chị cứng rắn hơn một chút, cuối cùng chồng yêu chồng thương, cũng phải chiều vợ. Tính tự lập, niềm đam mê đã kéo tôi vào công việc, phần nào lơi lỏng trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ trong gia đình. Nhưng tôi nghĩ, mình đã quyết định đúng đắn. Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ không thể ở nhà nấu cơm giặt quần áo, giống một người giúp việc được, mà phải tham gia vào các hoạt động xã hội. Vân Dung chia sẻ, sau 2 năm theo chồng vào thành phố Hồ Chí Minh sinh con, Vân Dung quyết định quay ra trở Hà Nội. Lý do đơn giản, chị nhớ công việc ở nhà hát tuổi trẻ và chưa thể thấy hòa nhập được với lối sống phương Nam. Vợ chồng tạm ly biệt Nam Bắc, Vân Dung buồn lắm, nhưng phần nào được an ủi vì cô nhím, theo mẹ ra Hà Nội sinh sống. Vân Dung muốn gia đình được đoàn tụ một chỗ, nhưng công việc kinh doanh của chồng ở thành phố Hồ Chí Minh chưa sắp xếp được, nên đến giờ này họ vẫn phải chờ đợi ngày gia đình đoàn tụ. Vì hoàn cảnh gia đình chồng Nam vợ Bắc, Vân Dung thương cô nhím lắm. Cô tâm sự, dù rằng bố nhím, ông bà nội hầu như ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với cháu. Nhưng dù sao, nhím vẫn thiếu thốn tình cảm của người cha. Ngày còn bé nhiều lần nhím cứ hỏi mẹ, sao bố không đưa đón con đi học như các bạn khác. Mình buồn đến nỗi quặn lòng mà không biết trả lời sao. Vậy nên, cứ có thời gian rảnh chị lại đưa con vào chơi với ông bà nội và bố. Nhưng vì công việc, chị lại không thể ở đó cùng con, thành ra nhím được đi chơi với bố thì thiếu mẹ, đi với mẹ thì thiếu bố. Nhiều lúc dẫn con đi chơi, nhìn gia đình người ta đầy đủ vợ chồng chị chạnh lòng lắm. Nhưng biết làm sao, ông trời cho mỗi người một số phận, một cuộc đời. Ngoài đời thực, Vân Dung là người vô cùng nghiêm khắc, nhất là việc rèn con lối sống tiết kiệm và tự chăm sóc bản thân, không bao giờ có chuyện nhím đòi gì cũng được. Chị thường cho quà cho nhím khi đạt thành tích tốt trong học tập, có hành động tốt giúp đỡ mọi người xung quanh. Vân Dung nghiêm khắc với con, từ chuyện học hành cho tới cách cư xử làm người. Kỳ vọng con mình sau này sẽ trở thành một ông chủ kiếm ra thật nhiều tiền, mà điều cần nhất, chị muốn khi lớn lên, nhím biết hiếu thảo với bố mẹ ông bà. Cô nhím tuy còn nhỏ, lại có người giúp việc, sau những công việc vặt như người quét rác, rửa bát lau nhà rồi quần áo, nhím vẫn đều phải tự làm. Tôi sẽ không hướng cho con đi theo nghệ thuật, vì cả nhà ngoại đã làm nghệ thuật cả rồi. Tôi muốn con đi theo một công việc nào đó liên quan đến khoa học và nam tính một chút, chứ làm nghệ thuật thì hơi bị nữ tính, chị thẳng thắn. Nói về cuộc sống gia đình, chị bộc bạch, vì hoàn cảnh mà vợ chồng tôi mới phải xa nhau thế này, điều đó rất thiệt thòi cho người phụ nữ và con cái. Sau này khi cô nhím lớn lên, hai vợ chồng chắc chắn sẽ phải dọn về chung một chỗ. Nghệ sĩ Vân Dung cũng tự hào khi nói về con trai. Con trai tôi năm nay 17 tuổi, cao 1m7, nặng 50kg, vừa gầy vừa đen giống hệt bố, tóm lại tôi đẻ thuê. Cháu hay nói, đùa giống tôi nhất ở khoản bệnh tật, vì bố cháu không ốm đau bao giờ, cháu còn giống tôi ở tính tiết kiệm và rất hiếu thảo. Tôi không đòi hỏi con trai phải quá tài giỏi, không yêu cầu kiếm được nhiều tiền, nhưng bắt buộc phải có hiếu, đó là truyền thống của gia đình tôi. Nhiều người thắc mắc vì sao tôi lại ngược đời đến vậy. Đáng lẽ phải lo cho con trước rồi đến mình, sau đó là bố mẹ, nhưng tôi lại nghĩ khác. Con tôi không đẻ ra tôi, bố mẹ mới chính là người sinh ra tôi, và tôi sinh ra con, vì thế nghĩa vụ của tôi là phụng dưỡng bố mẹ, và con tôi sau này cũng phải phụng dưỡng tôi như bố cháu. Tôi chỉ cho con mình ăn học đàng hoàng như những đứa trẻ khác, cho cháu sự chăm sóc quan tâm, nhưng không cho tiền. Tôi không có tiền cho cháu, không chuẩn bị cho cháu tất cả mọi thứ để bước vào đời như xe. Có lần, con hỏi tôi, tại sao mẹ có một tủ giày mà con chỉ có 3 đôi giày? Tại sao giày của mẹ toàn hàng xịn mà giày của con lại đều? Tôi mới trả lời rằng, đến khi nào con bằng tuổi mẹ, có khả năng tự kiếm tiền nuôi cha mẹ, bản thân và con của con mua 1.000 đôi giày cũng được. Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.